hướng dẫn lắp bánh răng ha. Đây số bánh răng này, số 2, số 1, số 3, nhớ chưa? Ừ. Số nào theo số nấy, từ đây qua đây là điểm là 7 7 9, từ đây qua đây là 21 răng, nếu mất số là giờ vẫn gáp chỗ được. Bây giờ là gáp, là gáp chỗ cái trục trước. Không, số 1 nó quay xuống trước, gáp cái số 1 nó ngay canh tháng 1 số 2, đây là cái nhông cam. Nhông cam số 2 quay lên. Số 3, số 2 nào quay lên nè, cho nó nằm giữa rồi thấy chưa? Ở trên nó ngay chứ gì, nó hơi tập chưa đi. Số 1 rồi đây trùng, số 0. Rồi bắt đầu mình mới gáp lên trên cái búa, thấy không? Bây giờ lấy cái bánh răng. Đây. Tay quay cho bằng bánh răng tay quay. Rồi coi số nó trùng chưa, số 3 rồi canh cho ngay, rồi bắt đầu mình mới gáp tới số 0. Lăn cái búa xuống. Số 0 cho ngay. Đó. Đó, bây giờ là ngay số nè, số 0 thôi, số 0. Số 3 thôi, số 3. Số 1 thôi, số 1. Số 2 thôi, số 2. Số 0 thôi, số 0. Thấy không? Đó. Đó, phần định động gồm cái rế nè, thấy không? Với 6 viên bi. Bây giờ cho 6 viên bi vô trước. Rồi, cắt vô đây. Còn viên nè, hai viên chứ, có thể là sử dụng thêm mỡ bò vô cũng được, này máy đặt riêng nên khỏi sử dụng mỡ bò ha. Rồi cái rế dòm ở dưới là có một miếng ron nè, thấy chưa? Đó, rồi tới cái vòng đệm, cái vòng bi á, mã số của nó 51106 lỗ trong là 30. Rồi mới tới cái vòng bi đặt lên, rồi mới tới miếng đệm nữa, miếng đệm của vòng bi ngoài. Đó, rồi đúng rồi. Cái này là sẽ bị mòn nè. Nó ảnh hưởng tới tự động nè. Đúng không? Nó lúng nè. Tới đây sẽ bị ngắt quãng, ra nó sẽ bị ra nhồi không đều. Nó có thể là thay miếng khác cũng được. Rồi, okay. Vô. Bôi trơn vô. Đó, vô tục luôn. Nó đang có những dính bạc. Đứa nào đóng móp cái kìa nhẹ luôn. Ok, ở trên nhỏ xuống đây nó có lỗ để ngồi dựng lên đóng cũng được, xịt vô cũng được. Rồi nhấn non đi. Chăm chăm nghe cái go trước. Ráp bằng mẹ. Mẹ nhớ theo heo ra cho dễ ráp. Nó đừng bị cấn khúc cam, vô sẽ dễ hơn. Rồi đưa vô. Kiểm tra cái phốt nó hư không kìa. Rồi vô đi. Cho chân ngay lỗ bạc cơ quá. Máy D28 Giang Đông 6 rồng. Cho nó bắt ốc vô đi. Ngoài phương pháp số này ra, nó còn phương pháp mà đối với mấy cái máy á, mà nó không có răng, nó không có số nữa là phải gọi là, người ta sẽ gọi là canh tăng. Cái canh chu kỳ nổ, cái đó nó liên quan tới kinh nghiệm nữa, không có chỉ đây ha, từ từ học. Có mấy mà 10 18 23 rồi. Mấy máy hai bánh trớn á, thông thường nó sẽ bị gặp cái trường hợp đó.